Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang đến với cửa hàng audio Bãi An Giang. Thì em đang test con âm ly Pioneer SX550, hàng mới về nha, về từ bãi mới về, đẹp xuất sắc, đẹp keng, bên trong là vàng 7 màu óng ánh luôn quý vị. Thì bây giờ em sẽ test cái phần đài cho quý vị luôn ha, sau đó em sẽ tháo bên trong. FM nha. Rồi, AM nè. Hoàn hảo hết nha quý vị. Và đối với mũi thì nó chiếm khoảng độ gần 40%. Hoàn hảo hết nha. Em này thì đánh hai cầu loa AB, A cộng B, có lao nét đầy đủ nha quý vị, 28 nha. Đèn là đèn vàng nha quý vị, đèn vàng. Quý vị thấy các cái nấm nút của nó nè quý vị, đẹp xuất sắc, óng ánh hết ha, óng ánh hết. Và quan trọng là nó có cái vỏ gỗ cực đẹp luôn quý vị. Nè, một cái hai gỗ em tháo ốc ra sẵn ha. Đó. Rồi, cái nắp ở phía trên cũng vậy quý vị, xuất sắc luôn quý vị ơi. Rồi. Đó. Quý vị thấy nè. Xuất sắc ha. Bên trong nó còn bụi bặm nữa nè quý vị. Thì con này thì chừng nào mà khi nào giao quý vị thì em sẽ vệ sinh thật sạch hả cho quý vị. Đây. Thì quý vị thấy nè. Ống ánh 7 màu luôn, xuất sắc luôn, không có gì mà để chơi. Nè xem nè. Xịt xịt sắc xịn 7 màu hết nè. Nó đánh hai tụ nếp bông. Hai tụ nguồn nếp bông. Đánh bốn con thang ở xanh đen ở đây, xin test hết, chưa đụng chạm gì hết 100%. Con này thì nó thiết kế giống như là cái bậc thang đây ha, ở mỏ phà cũng được, phan bậc thang cũng được, gọi gì cũng được. Con này là dòng xuất Mỹ nha quý vị, điện 120V ở 80W. Dòng này thì quý vị có thể đánh với ghép với những dòng loa Mỹ cổ từ bass 30 nha quý vị, nó đánh tốt luôn. Em đang đánh với coi KLH Bass 25 nha quý vị. Nói chung là dích nhẹ volume lên là nó đánh phê rồi. Thật sự là con này nó quá mới. Quý vị xem những cái dắt cắm tín hiệu nè. Đó, nó còn trắng phiếu như thế này ha. Trắng phiếu như thế này. Rất là tuyệt vời nha quý vị. Đó. Đánh loa trợ kháng từ 4 tới 16 ohm nha quý vị. Đó. 7 màu hết nè. Ống ánh hết. Còi bên này cũng phải đã nè quý vị. Ôi rồi. Đây. Sướng cắt. Tuyệt vời quý vị, quá tuyệt vời luôn. Đó, xuất sắc ha. Xuất sắc, không có gì thể chê con này hết. Mức giá chỉ có 4 triệu 500 quý vị, 4 triệu 500, mức giá tốt. Em tặng thêm quý vị một cái ổ điện Panasonic. Panasonic trị giá 300 ngàn, trị giá 300 ngàn. Ổ Panasonic này thì là ổ điện Made in Japan nha quý vị. Với cái đường kính của dây là 12mm, cực khủng. Rất khủng so với những cái ổ điện trên thị trường nha quý vị. Này nó có 500 hít luôn ha, và nó có khóa luôn ha, đèn báo ở đây. Đó, chui thì em đã lên cái chui cực xịn cho quý vị luôn nè. Đó. Chui này là chui chịu tải, chịu nhiệt nha quý vị. Đó. Cái chui này quý vị xem trên thị trường. Dòng chui dành cho công nghiệp luôn á. Em lên cái chui cực xịn cho quý vị luôn. Tặng kèm một cái ổ điện trị giá 300 ngàn. Đấy, mức giá 4 triệu rưỡi còn đi bao ship toàn quốc cho quý vị. Nếu chuyển khoản đủ nha. Còn COD thì không bao ship, quý vị lưu ý giúp em. Các cái vỏ gỗ rất là đẹp cho quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.